bộ sắt để đạt tiến độ cắm ra phần khô các bạn ạ. Thank you.
đấy, mấy ông phó mẹ đang đổ bê tông để đạt tiến độ mẹ bàn giao phần thô này các bạn ạ. Đấy, thank you.
Thank you.
Đoàn tàu của em này các bạn này, đấy, chạy qua đường làng em này. Đấy. Ui, cây nhãn nhiều quả đấy các bạn này, trời ơi, nhiều quả quá này. Đấy, tàu dài chưa này.
thấp cho tay lên thường.